Dạ thì Kim Thiết xin chào bà con cô bác. Hôm nay là ngày thứ ba, thì bây giờ là chưa có tới đêm nhạc giao lưu, nhưng mà hôm nay thì lúc chiều đi chú ăn dĩa trơn á, nên thì sẽ đi dài dài ra đây mua một ít đồ ăn để ăn trước khi vô trong kia, tí nữa thì lên dẫn chương trình đêm giao lưu. Dạ thì ở đây có cái xe cá viên ngon quá là bà con cô bác. Cái này bán sao vậy bà chủ? Dạ bên đây 10.000, bên đây 5.000 chị. Cái nào mũi nào năm chị? À cái này mũi này năm hả? Dạ đúng rồi chị. Chị cho em cái này nè, mỗi thứ hai sâu nha. Dạ. Còn cái này một sâu này. Dạ. Sâu này. Cái này, cái này cái gì nữa giờ? Xúc xích. Dạ. Với lại cái này. Rồi. Cái này là 22, còn cái này thì cũng hai luôn đi. Nói chung là mỗi thứ hai sâu á. Đậu bắp hai hai luôn đi. Bình thường bán đông không chị? Tùy bữa hả? Mấy ngày cuối tuần chắc đông hơn ha. Dạ. Ủa chị bán đây lâu chưa? Bán từ lúc anh vừa mới mở đây giờ. Ủa là mới lúc đó thôi hả? Dạ bán ảnh mở cái gì mới bán. Rồi hồi trước đó chị bán đâu? Vậy là từ hồi anh Thương anh mở cái này chị mới về đây chị bán. Dạ. À, vậy là khởi nghiệp cùng lượng với anh Thương luôn đó bà con cô bác. Con em dạy được 3 tuổi rồi bán được. Dạ. Bữa nó chở đến đây, bữa nay không có chở. Ủa chị ở gần đây không? Em ở trong Tân Nhật. Tân Nhật á hả? À. Hình như lần trước em tặng vé cho mấy bà con nước ngoài là chị dẫn bà cô Lễ phải không? Nhớ quen quen. Dạ lúc kia em bán bánh tráng. À. Ủa rồi sao không bán bánh tráng nữa mà chỉ có bán cá viên? Bán vắng quá hả? Ờ, hồi trước tao bán được đó nha. Sau thời gian sau này từ cuối tuần á thì em có bán thêm bánh tráng nướng rồi á chị. À, có bánh tráng nướng nữa hả? Ủa sao không lấy cái nó ra luôn, để nguyên cây. Nó còn dính hả? Cho nó lắng lên xíu là dễ lấy thôi. Cái này em thấy có chỗ người ta chiên đậu que nữa, đậu đũa gì á, cũng ngon. À, cái này chị làm hả? Đậu đũa là mình tự làm. Đậu đũa tự làm. Quấn với chả cá. Dạ. Tại cái đó mình làm, nếu như mình làm đủ bán thôi, không có để lâu được. Để lâu chưa. Chỗ này chị bán ở đây không? Mình bán đây không? Chiều 4 giờ, em ra bán tới 8 mấy là em về. À, ngày nào cũng bán hết. Ở đây nếu mà bình thường không có đêm nhạc thì có người không chị? Có đông không? Thì có bữa á chị, mấy bữa anh Trung có hát, có người. Thứ hai là thứ hai là vắng, thứ hai bên ổng nghỉ nữa. Cái này chiên nhâm chín không chị? Mình chiên cho nó chín chín xíu ăn nó an toàn. Cái này được cái là cái chảo dầu cũng bỏ trong veo cho bà con cô bác, chứ không giống như em thấy một số chỗ người ta chiên đi chiên lại, trời ơi chảo dầu nó đi khỏi dầu nó. Không có bán lại được nữa. Cái gì là chiên là cái dầu nó ra màu vàng rồi. Là sao là bỏ cái dầu nó. Còn là cái dầu em đóng trong lại em để chiên bình ảnh rồi. Chiên cá cho tất cả cái dầu đó mình chiên. Mình làm mấy thì người ta ăn hoài. Cái nếu mà mình làm ẩu ẩu cái người ta ăn lần một cái người ta đâu ăn nữa. Chín này hả chị? Trời ơi cái ông xúc xích ông nở tè lè. Ở đây buổi chiều cũng hơi vắng, ít người. Rồi em nhiêu tuổi? Em mới có 2-3 tuổi gì hả? Đứa học lớp 5, năm nay học lớp 3. Đứa thì đang sắp sửa vô trường này, nó vô học mẫu giáo. Trời.
vô cho rồi. Vậy là tính ra chị bán ở đây cũng cả năm rồi hả? Ồ, nhanh quá ha. Cảm ơn chị. Dạ. Không biết vô có kịp ăn không nữa hay tới giờ luôn. Tới giờ vẫn chương trình. Thịnh với lại anh Đức có tham gia không? À, mình cá chầu nước. Em bên nhà. Đó. Đó. Okay. Đức sao? Ba pháp rồi. Thứ năm chung. Nó cũng chơi, nó còn suy nghĩ. Không, cái này vậy thì chị cái này biết sao. Bây giờ mày nói nhỏ sao không được? Cái này gì quay cái là cái nồi vậy. Cái clip. Hồi qua đem sao là cái nước nghe. Mình đang cái nồi gì vậy? Dạ không có, gì vui đang bàn chuyện thế sự. Chuyện thế giới mà. Nhưng mà ý là bây giờ là em anh với lại Trung được mời pháp đúng chưa? Đúng rồi. Còn lại là theo nghe. Cái này là hội trưởng rồi, mà em chỉ biết chị thầy thôi. Rồi, bao nhiêu ly nước? Thôi, bây giờ là uống nước gì? Thôi, nước trong hội quán. Nước trong quán. Nước hội quán đó. 10 ly đi. Về đi đi. 10 ly, ok. Chốt. Bây giờ đang có 6 người. Ít quá. Thôi, đang có 6 người 10 ly thì 4 ly mời. Mình đã dưới rồi. 4 ly cho khách mời. Thành ly rồi, ok. Rồi, chốt 10 ly nước nhờ hội quán nha. Rồi. Đấy, bây giờ cái tính đơn giản này có Ngân này, có anh Đức này, có Tây này. Đây, thầy. 10 ly không đủ. Không, 20 ly đi còn. 20 ly đi. Dư, dư, dư. Dư, mời mọi người thêm. Đấy, 20 ly đi. Nếu mà sau mà có dư mời rồi, mời khách luôn. Chốt chưa? 20 chưa? 20 ly nước. Ok. Rồi, ok. 20 ly nước nha. Rồi, chị Tây Ban Nha, mọi người phát. Mình tính tới nội nào lọt cho trong nha. Ừ, có chính nước nha. Ừ, ừ, ừ. Tức là cứ cái nào ở trong là phải thắng. Miễn đội nào thắng vô trong là lọt. Để em điện thoại cho Kili Bê Bê cái. Giờ nó bận rồi, nó không nghe máy rồi. Nó đang bỏ muối rồi. Tối nay hàng 16 tuổi em bắt cô giáo tăng ca, không tăng tiết không cho đi học. Là cho nên nó không đá được đâu. Tây Ban Nha mỗi thằng 16 là nó bượn thôi. Mà tối nay em chưởng đi coi đá banh. Tối nay em cho tăng tiết, không có cho đi đá banh, cho làm học
không thôi mà tham gia mấy đồ quốc gia là chữ ưu tiên hết rồi, chữ ưu tiên hết. Đúng rồi, tối nay em Mbappé lũi lũi vô bị ra tao nha đốn giò pen rồi. Hôm nay em Mbappé đánh đầu hiểu không, tối nay là Tây Ban Nha kèm Mbappé khỏi luôn, sợ đồ ảnh này riêng thằng Tây Ban Nha. Em biết chắc chắn thôi sao là Tây Ban Nha nó sẽ cho lên kéo đến chắc chắn hai ngày mà luôn. 2 giờ đó Pháp chứ phải không, 2 giờ Hà Lan, Hà Lan với anh. Chàng kia hả? Chàng kia Hà Lan với thằng nào? Anh nữa. Chị là phải bắt Hà Lan rồi. Dạ, chú chàng kia đang mấy giờ luôn nè. 2 giờ bữa sao? Đều 2 giờ hết. À, cũng sao. Bắt Hà Lan chị bắt anh. Có nha. Chuẩn nó mai tính. Ờ, chẳng mai tính đi. Đâu là đâu. Thì tối nay mình chốt. Tối nay mình sẽ có cái group Zalo. Ok. Đúng rồi, làm đi, mình có cái Zalo đó nè. Bữa mất cười lắm. Cứ 3 giờ là xiu. Ok. Đồn đồn. Lúc đấy là mình đặt cái tựa đề là câu chuyện gì chứ. Bữa cái trận của mình đó. À, vì thằng thị sĩ vừa đá cho mình trái cái ảnh gửi qua tin nhắn cho em anh siêu lia liền xíu à, cái này gửi lại em siêu ngược lại, cái này là mình hưởng ứng tinh thần thể thao thôi à, vui là chính thôi, vui mình uống nước uống à, đâu có. Hôm bữa chị đăng cái clip lên nó cũng có một khán giả vô nói là cái gì mà cái gì đem cá độ lên trên YouTube luôn, thật ra không phải là cá độ vậy à, mấy chị em là mua đồ ăn vậy đó. Dạ, ngoài cá độ còn có chú tại vì thay vì mời nhau bữa thứ nhất là cái lý do mời mình có không khí vui nè, cái thứ hai là cái gì mời nhập vào hội quán nữa. Hai giờ đi nước cũng không phải là sốt đâu. Nhưng mà em cũng bị thua. Rồi ok vậy thôi bây giờ chương trình bắt đầu nha. Rồi hai cái chùa hai chỗ cỏ cay nhau cái đi chút kèo ở chỗ. Chốt. Chị thì thôi. Chị thì ơi, bữa nay là kèo gì vậy chị? Chị bắt Tây Ban Nha, bên đây bắt Pháp. Tối hôm nay 3 giờ tụi con sẽ. Giờ. Tối nay không có ngồi siêu đâu. Tụi em ở lại, cổ vũ chung với chị luôn nha. Ở Tây Ban Nha đâu có Ronaldo. Không, Tây Ban Nha đâu có. Ronaldo dài nước rồi. Anh siêu vậy. Anh siêu là ổn yếu rồi. Vô. Vô là siêu. Vô là siêu. Thôi mình bắt đầu chưa? À, dạ bây giờ xin mời bà con cô bác gặp lại giọng hát của chú Minh Nhật ạ. Dạ con xin mời chú ạ. Dạ bà con cô bác ở dưới mình có ai muốn lên giao lưu âm nhạc thì mình có thể qua bên phía cánh gà để mình đăng ký ạ. Dạ con chào chú. Hôm nay lúc nãy đầu giờ thì tôi thấy hơi vắng nhưng mà giờ này thì bà con cô bác cũng tới rất là đông rồi. Dạ. Không biết là bài hát kế tiếp chú sẽ gửi đến bà con cô bác là bài hát gì vậy chú Nhật ha? Liên tục chương trình Minh Nhật xin gửi đến bà con cô bác và anh chị em một thể điệu gian nan 12 câu tựa đề Bá Nha Tử Kỳ. Dạ xin bà con cô bác cho chú một tràng vỗ tay ạ. Dạ con mời chú. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đột xuất ạ. Dạ rồi, xin mời em My đâu em ơi? Dạ đi lên chào bằng hai tay luôn, rồi không biết hát bằng cái gì nữa ạ. Dạ con xin gửi lời chào thân thương đến bà con cô bác đang có mặt tại hội quán Hôm Nay Sao Miệt Vườn trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Trời ơi, nói gì mà nhanh dữ vậy trời. Dạ con xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý bà con cô bác đang có mặt tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn ngày hôm nay ạ. Rồi bây giờ em hát bài gì nè? Dạ em hát bài Dâu Miền Tây. Rồi dạ xin bà con cô bác cho bé một tràng pháo tay ạ. Dạ bé là nhân viên bên nhà Kim Khiết của Thùy ạ. Dạ nên hát có gì sai sót mong bà con cô bác bỏ qua giùm. Dạ em cảm ơn chị. Rồi mời em. Với lại là do là con đột xuất đó, cho nên là hát cũng không có thuộc bài lắm. Bà con cô bác cho con xin một tràng pháo tay được không ạ?
thì dù miệng đường anh đưa em xuống thăm miền Tây, có cánh đồng xanh, có khu trâu còn ăn cây cà, có hàng dưa mang trái cái làng chợ phán thì ta, có anh và em sớm mong hai đứa chung một nhà nè. Nhìn kìa bên kia sông đám cưới thì to, đồ pháo du quy hai bên họ chúc nhau rộn ràng, tiếng hò tiếng hát nghe thắm tình hai người trao nhau. Em thấy hôm nào anh thì anh tính thế nào? Về làm dâu miền Tây, em muốn về làm dâu miền Tây, có thương là thương cho trọn, em ngạn vì sông nắng chiều mưa, thương anh dù cho cách trở dẫn một lòng chung thủy sáng son. Được hả? Vậy ông ấy giờ hát thêm bài túp liều lý tưởng rồi đó không? Bài gì sớm sớm xíu. Dạ. Dạ, bà con cô bác có đồng ý cho bé hát thêm một bài nữa không ạ? Rồi, vậy là em hát tiếp đi ha. Dạ. Bài gì nè? Bài túp liều lý tưởng đi. Rồi, vậy mời ban nhạc ha. Trời đất ơi, bài đó không biết mới đầu sao em quên mất tiêu rồi. Trời ơi. Dạ. Phải đi xuống mà hỏi lời với bà con cô bác sao thì thấy quen mang quá. Dạ rồi, dạ. Đó, rồi, bây giờ tại vì con cũng hơi bé xinh cho nên là con chưa có chuẩn bị bài. Nếu mà có làm sao con lên thì con sẽ chuẩn bị bài tốt hơn. Mà hôm nay thì chắc có lẽ là em sẽ hát bài Túp liều lý tưởng. Rồi, mời em ha. Dạ. Vậy thì chạy lên hát. Em cũng không hiểu luôn, mấy bữa em mặc đồ cũng được được lắm mà sao mấy bữa đó em không thể lên. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Rồi, bây giờ mình đi xuống ha, để hát tiếp ha. Dạ, chào chị, chào bà con cô bác ạ. Dạ, và bây giờ xin mời bà con cô bác cùng đến với giọng hát của cô Bắc Hoa ạ. Dạ, xin mời cô. Dạ, xin chào bà con cô bác. Vậy là đêm nhạc hôm nay kết thúc vừa đúng 9 giờ. À, mình về mình chuẩn bị đi coi đá banh nha mấy bạn. Ủa là mọi người tụ tập đi coi hả? Hay là không, người nhà ai người đấy coi? À, không, nhà ai coi, nhà ai đấy coi. Có đá banh mà nhà ai đấy coi đâu có vui. 2 giờ lận, bây giờ tới lúc đó còn tới mấy tiếng. Đi cà nhắc về vậy hả? Dạ. À, dạ bà con cô đi bác đi bộ từ nơi về Gò Vấp. Bữa giờ rất là nhiều người thắc mắc hỏi bé Ngân đâu rồi. Dạ, dạ thì dạ, bé Ngân nó vừa mới trải qua một cơn bạo bệnh. Bạo bệnh luôn rồi. Dạ cũng nằm mấy ngày rồi con cô bác. Đó. Nằm cũng hơi lâu à. Dạ. Từ bữa mà luyện tập xong ngôi sao miệt vườn mùa 3 là em đã bắt đầu em bệnh rồi. Ừ. Rồi đó em bệnh là xong là những một tháng sau là em bệnh lại. Ừ. Là vừa xong ngôi sao mình vừa là em bệnh lại luôn á. Đúng rồi. Rồi bây giờ mới té xe thêm chập nữa. Hôm dạ. nay đi cà nhắc. Đi cà nhắc luôn. Ai cũng hỏi thấy cái chân rồi sao. Đó, đi.
ngày đầu tiên chuẩn sau một tuần nằm nghỉ ngơi thì chuẩn bị đi phim sầu riêng thì sáng đó chạy xe hào hứng lắm, trên đường đi làm té xe đi về luôn, rồi xong cái vòng ở về nhà luôn. Tiếp vòng về nằm thêm ngày nữa bỏ tài luôn, nhưng mà chắc ngày mai em đi lại được rồi, mai thì đỡ. Vậy mai em qua đoạn phim tiếp hả? Dạ phim tiếp chứ giờ mọi người cũng đang làm không có nghỉ được. Dạ cũng đang vô phim quay liên tục với bà con cô bác, nghĩ cũng cảm thấy ngại. Thảo cái ngày bình thường không có công việc thì mình nghĩ còn đỡ, có công việc mình ở nhà em cũng sốt ruột với nằm ngoài nó một chỗ cũng chán, sợ nằm lâu quá cũng quể quải lắm á. Dạ, người nó mệt mỏi lắm. Đúng rồi. Thì là thôi đi. Thì bởi nằm một tuần rồi đó, đang vui vẻ, ngày đầu quay trở lại đi làm gặp kiếp nạn nữa. Ở lúc đấy gì không biết đâu, em té xong lúc đấy đau thì cũng có đau mà em khóc vì em nghĩ sao em xui quá ta. tự dưng ngồi cái nước mắt nó dàn rửa ra kia chứ, ủa sao mình xui quá ta. Em tuổi gì, năm nay có năm tuổi không? Không biết, em không nghĩ mấy đó. Bị tam tai không? Ờ sao thấy xui liên tục liên tóc nọc chứ không biết nữa. Không biết nữa. Trời đất ơi, nghĩ mấy đó đi thôi, không biết có tam tai không mà thấy bữa giờ cũng thấy tam tai hơi nhiều. Thôi kệ đi, chắc cũng qua rồi đó em. Tối nay mọi người có bắt kèo không? Bắt rồi, mọi người bắt rồi, 20 ly nước. 20 ly nước à? Ừ. Bữa sau là thứ năm vô sẽ chung nè. Trận này là bán kết hay chung kết rồi? Bán kết. Còn chung kết nữa, chung kết mình ca mình cái kèo gì lớn xíu đi. Tối nay là 20 ly nước, 20 cái bánh xèo nữa. Tối nay là đội gì với đội gì chị? Hôm nay là Tây Ban Nha với lại Pháp. Tây Ban Nha với Pháp hả? Ừ. Em đang hên lắm nè, em bắt Pháp này vậy bắt. Nó còn bắt Pháp cho mình thắng hả Hưng ơi? Ai bắt Pháp không? Ai bắt Pháp? Bên kia bắt Pháp. Cho bên nhà bắt Pháp kìa. Em cũng thích đội Pháp. Vậy hả? Vậy em chung kèo với bên đó đi. Chị vậy là chị bắt Tây Ban Nha. Chị Tây Ban Nha, chị thích Tây Ban Nha từ đó tới giờ. Hả? Em thích Pháp tại ngày xưa em nhớ có một anh cầu thủ nào Zidane vậy không? Đúng. Cái hồi đó mà anh, em còn nhớ luôn cái trận chung kết mà anh hút vào cái đối thủ á, cái anh bị thẻ đỏ đi ra ngoài thì xong là Pháp thua luôn. Vậy chứ là nhớ luôn á. Đúng rồi, nó ấn tượng quá nên là mình coi mình nhớ tới giờ luôn. Pháp năm nay cũng hay lắm, đúng ra chị cũng thích lắm nhưng mà tại vì đá với Tây Ban Nha cho nên Tây Ban Nha chị thích. Tây Ban hơn. Nha thì có cầu thủ nào chị? Tây Ban Nha bây giờ mấy cầu thủ trẻ trẻ không mà nói chung là chị chỉ ái mộ đội đó không chứ còn không có ấn tượng đặc biệt với một cầu thủ nào hết. Trẻ không? Đúng rồi. Với Bồ Đào Nha thì em có biết chứ. Ronaldo đúng không? Nói là biết bảo nói biết ai liền. Em mới gọi cho Mbappé rồi. Tối nay Mbappé ghi 2 trái. Mbappé là dễ ăn bên của Pháp đó. Đúng không? Còn ba bạn kia thì cô giáo tăng tiết cho nên là tối nay không được đá. Thôi đi mà mệt quá. Đây đây em có đem đồng minh, em có đem đồng đội chọn Pháp nè. Phải không em? Em cũng chọn Pháp. Em đã chọn đúng. Chúc mừng em. Nhưng mà quan trọng mọi người mà cá được cả tỷ số nó mới hay. Tỷ số cá không dám cá đâu. Mình chơi ấy thôi, cá tỷ số. Không thì mình đoán thôi. Đoán đúng không? Vậy bây giờ em đoán bao nhiêu? Giờ chị đoán trước đi. Chị đoán là 1-1. 1-1 là bán đá penalty hả? Đúng rồi. Sẽ vô hiệp phụ. Em đoán 1-0 cho Pháp đó. Dữ. Em đoán 0-0. Em đoán 0-0 luôn. Ừ. Hả? Trời 0-0 coi mà chán vô lắm. Lưu là hiệp phụ là Pháp sẽ hòa, Lưu Lưu thắng. Em muốn vô tới Lưu Lưu luôn. Đúng rồi. Chắc chắn Lưu Lưu. Ông muốn coi cho nó lâu một chút không ạ? Lâu, coi cho tới sáng quá. Không, cái 90 phút kết thúc rồi, 1-0 cho Pháp, em đang hên lắm. Dạ cái này là tinh thần thể thao như bà con cô bác chứ không phải là cá độ gì hết trơn á. Dạ. Nhưng vui. Mà đúng rồi. Thôi nó có hứng khởi. Đúng rồi. Nó buồn ngủ. Đúng rồi. Tại vì môn bóng đá là môn thể thao vua. Được là rồi. Coi như cả thế giới ai cũng xem hết trơn, nam nữ hay người lớn người trẻ gì cũng xem hết á. Nhưng mà để mà xem cổ vũ cho nó vui một chút á thì mấy chị em tụi em sẽ tụ tập lại để mà vô cá nhau một cái chầu nước hay một cái chầu chầu ăn gì đó nhỏ nhỏ. Thay vì bình thường thì mình tự bỏ ra mình ăn cũng vậy thôi. Tại vì chị cũng mời tụi em ăn hoài thôi. Rồi bây giờ thì mình làm như vậy cho nó vui để có tinh thần để mình coi đỡ buồn ngủ. Nhưng mà quan trọng nhất là doanh thu của quán tăng làm vui à. Đúng rồi. Bữa trước 20 cái bánh xèo. Tại vì làm quán thua quán tăng làm vui thôi. Em mục đích vậy à. Mà cũng ngộ nha. Cái bữa mà mình cá độ 20 cái bánh xèo là cái bữa hội quán bán đắt tới nỗi không có bánh xèo bán cho mình luôn. Thành ra tới giờ chưa chung luôn. Là cái đi lô tô á. Mai anh gộp chung cả nước cả bánh xèo là đủ, cũng được đó. Đủ bài luôn. Mà thứ năm thì bánh năm không bánh xèo. Không, mình cái chặn nước cái bánh xèo mình. Ủa thì để dành đến chung kết. Để chung kết đúng không? Xong để dành. Không, mình để chung nhật mình làm. Còn mà còn nhiều trận mà. Mai Hà Lan với lại anh thì mình sẽ bắt 2 gà ủ muối. Hai gà ủ muối ai bán? Mình sẽ bắt 20 phần bỏ nó lốt nó lộn.
Bò lá lốt 20 phần ăn chắc chết quá. Đâu mình đóng mà. Đóng mà, nhà mình đóng mà. Dạ không, chị thì chỉ có cá đi, anh nhân chung chân à. Tại vì anh thua mà. Ngày mai em tạo rúp đi rồi mai lên đó mình bắt à, mình bắt tiếp ha. Rúp luôn hả? Đúng rồi, chị là chắc chị chọn anh rồi đó. Em thì chắc chắn là phải theo Hà Lan rồi. Đó, hai chị em mình là luôn ở hai đầu chiến tuyến không à. Tại nhân hồi nhỏ thích uống sữa ghé Hà Lan lắm cho nên là à. Nói chung là tối hôm nay là anh sẽ đá luôn thắng. Tỷ số là 5-4. 5-4 và tối nay đúng 5 giờ em sẽ nhắn tin. Em có biết đó là đội Pháp từ vòng bảng cho tới bây giờ chưa ghi bàn thắng nào không? Dấu bài. Dấu bài. Dấu bài. Vô tới đây rồi mà chưa có ghi bàn thắng nào hết trơn. Không có ghi bàn nào luôn. Mà vậy mà vô tới đây mới ghê chứ. Đâu cần ghi bàn. Mình chỉ cần quà lấy đi ấy thôi. Với lại người ta phản ứng nhà là mình vô rồi. Rồi mình chỉ cần vậy thôi. Không cần phải ghi bàn. Thường những cái đội mà nguy hiểm như vậy sẽ làm nên những điều em tuyệt vời. Không theo dõi nhưng mà em cứ bắt theo cảm hứng mình thích ai. Đúng rồi, thì chị cũng vậy. Chứ yên tâm đi, tối nay Tây Ban Nha sẽ cho Pháp về nước và em Ba Bơi sẽ có cơ hội về dưỡng thương số mũi. Không, cứ yên tâm. anh lo cho em Ba Bơi ok rồi. Thì sẽ không ghi bàn nhưng mà em Ba Bơi sẽ lập thành tích bằng cách là tối nay đá luôn trái cuối cùng quyết định. Đá ra ngoài cái giờ trời ơi, đá ra ngoài một cái mai chị siêu luôn à. Siêu. Nhớ cái đội tuyển Việt Nam mình hồi xưa U23 đá Thường Châu, nó có cái câu gì mà thường gọi là câu bay lên trời là bay lên trời, cái câu khán giả hay la đó nhớ không? Cái câu huyền thoại luôn á. Cái người đó là cổ động viên của Việt Nam mình. Mỗi lần mà Trung Quốc mà cái đội mà những cái đội mà đối địch với mình á mà đá luôn luôn Việt Nam mình là bà đó mới hay cầm cái lo và đứng khán giả mới kêu là bay lên trời là bay lên trời. Nhờ vậy mà năm đó Bùi Tiến Dũng đỡ được mấy trái ra ngoài đúng không? Mà nói chung là tỷ số là 1-1 đúng không? Ê, không. Chị 1-1, còn đây là 1-0. Đây là 0-0. Em là 0-0. Có ai bắt 2-0 không? Có 2-0. 2-0. 2-0 Tây Ban Nha chắc tự rồi. Tây Ban Nha rồi anh. Tính sao tính? Em là bắt Tây Ban Nha mà. Không hả? Em không chọn hả? Trong hội quán này không cần biết miễn anh bắt đội nào lại bắt ngược lại với anh. Đây nè, nghe một cái người gọi là có một cái kiến thức rất tốt về bóng đá anh dự đoán nè. Chung, tối nay mấy không Chung? Tối nay mấy không? Có nhưng mà không muốn 0-0 hay là 1-1? Không đều. Chung quan điểm với em. Vậy là anh Chung, anh làm chung chung. Đó, anh làm chung chung, anh không biết nào là thắng thua nhưng mà anh vẫn thích Pháp. Còn em khẳng định là 2-0 ta dành cho Tây Ban Nha. Em dự đoán hơi bị quá rồi đó. Chị tin em. 2-0 rồi. Khó. Nó nói rồi, thằng 16 tuổi tối nay nó đi học rồi, nó không có đá đâu. Nhưng mà tiếc, nhưng mà được con cái là hiệu trưởng của nó hôm nay có đi qua đá banh. Thì hiệu trưởng nó coi nên nó bắt cô giáo nó tặng tiếc cho biết cho nó đá đó. Đá với đội Pháp mà dự đoán 2-0 thì chị thấy hơi khó đó. Tại vì Pháp thủ rất là cứng nha. Bởi vì khó, bởi vì không ai nghĩ tới nhưng mà em sẽ nghĩ tới chị. Em nghĩ là nếu mà mình không thể nói trước được. Bữa giờ Pháp mới lọt lưới. Không ghi bàn nha. Bữa giờ Pháp mới lọt lưới có một trái rồi đúng không? Từ đầu mùa tới giờ mới lọt lưới có một trái à, mà hôm nay em dự đoán hai trái. Thì thấy cũng hơi bị tự tin quá không? Theo em là nói chung là nếu không có đội nào đá vô trước thì nó sẽ là 0-0. Còn nếu có một đội đá vô một trước một trái thì chắc là 1-1. Còn nếu như mà tới phút 90 không có bằng thắng nào hết chắc chắn sẽ vô đá bên. Thì tất nhiên rồi, bữa nay không có cơ hội đá bên đâu. Hay không? Có kết quả đêm nay bà con cô bác quay lại comment clip nha bà con. Dạ, quá sớm giờ anh nói rồi là rồi. Mà chắc là anh em tụi con không có cái độ gì lớn nào hết trơn, cũng không phải là hình thức cờ bạc hay cái độ gì, cũng dạ, không biết thích là mấy bạn làm theo. Tụi con chỉ cho anh chị em cho vui rồi. Để cá với nhau những ly nước, những cái bánh xèo cho nó vui thôi. Dạ. Thứ nhất là vui, thứ hai là tạo nguồn thu nhập cho hội quán mà xem bị dưỡng. Chính xác. Dạ, dạ rồi bây giờ cũng đã khuya mấy anh em xin phép được ra về ạ. Dạ bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại bà con cô bác ạ. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Khi xem video nếu cảm thấy yêu thích, bà con cô bác vui lòng đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Các bước đăng ký rất đơn giản như sau. Đầu tiên bấm vào biểu tượng kênh có hình Thùy Kim Khiết đang đội nón lá. Khi thấy có bảng đăng ký hiện lên, vui lòng bấm vào chữ đăng ký. Hiện lên đã đăng ký là xong. Tiếp theo đó sẽ bấm vào biểu tượng hình trái chuông. Bước cuối cùng bấm vào chữ tất cả. Như vậy là đã xong. Cảm ơn bà con cô bác đã quan tâm và ủng hộ kênh Thì Kim Khiết. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.